Everyone, it's my birthday. Chào cả nhà. Đây là tất cả những gì mà khán giả dành cho Cẩm Ly trong dịp đặc biệt này. Hôm qua Ly đã hát ở chị Tư đã hát ở phòng trà, có một đêm nhạc tại phòng trà Bến Thành ngày 29 tháng 3, đêm sinh nhật của mình. Và đây là không biết nói sao nữa, mà hôm nay là sẽ làm cái clip để tại vì các bạn khi mà tặng quà đây nè, xong rồi nói là chị Tư nhớ đọc hộp, cho nên là hôm nay mình sẽ đọc hộp. Còn cái bánh này là cái bánh của con gái, wow, bé Thỏ làm tặng cho mẹ bí mật trong ngày hôm nay. Mà muốn nói cho mẹ là có chuyện hết cái bếp đêm, sao tiện có bếp đêm cũng mất kia hết pin đó, đã mất tiêu rồi. Làm sao vậy? Dạ, làm cho mẹ 4 cái đèn cầy, tại vì chị Tư lúc nào cũng ở 4 tuổi nha. Ok, đây. Giờ đây nè, cái Thỏ bắt mẹ phải đợi cái nói như vậy nè. Để mới đúng là kỷ sinh nhật nè. Cả nhà mình vừa biết hết là đây đầy đủ hết nè. Hoa hồng, hoa ly kết, cái này là cái Thỏ ra nói cái trend bây giờ là cái này hoa gì nãy quên mất rồi. Hoa sứ, kẹt hoa sứ, rất là dễ thương ha. Đây là chị Cẩm Ly. Oh my god. Đặc biệt là có cái nón này nè. Cái nón đặc biệt phải làm hoa ly, ly ù màu vàng. Và có vẽ hình rất là giống cả nhà. Cái nón lá kỷ niệm của hoa làng ha. Để cho coi còn có cái gì nữa. Đây là cái bánh kem sinh nhật. Đâu nữa. Ở đây có rất là nhiều loại hoa. Đặc biệt là lần này nó có rất là nhiều loại hoa nha cả nhà. Coi như là hoa, đây là hoa bướm bướm nè. Đây là mình bấm cái nút này, không biết bấm nút dao đây ha. Ở đây là hoa này là gọi là hoa mãng cầu nè, là trái mãng cầu không nè. Rồi ở đây này, đây hủ tiếu Mỹ Tho cả nhà. Giờ hoa hủ tiếu có một bó hoa là rau, nhưng mà bây giờ Tư đã đem ra rửa rồi tại vì nó sẽ bị héo. Đây là ở trên hoa và ở dưới là bánh gì, bánh cookie hả? Ở đây là cái hoa mà hôm qua làm Tương hết hồn nữa. Có nghĩa là mấy bạn để bưng bướm ở trong á, Tương mở ra nè, hoa bên trong Tương dám mở, Tương mở nữa. Hoa rất là đẹp, hoa cẩm chướng. Mở ra luôn hết mấy bưng bướm nó nhảy. Cái Tương cũng nhảy lên sân khấu luôn. Mở ra luôn hết mấy bưng bướm nó nhảy. Hoa khô rất là xinh luôn. Hoa khô nè. Ở đây là gì? Sen đá nha cả nhà. Sen đá, và đặc biệt đây là cây giống. Đây là cây xanh để Tư trồng nè. Đây là hoa khô nè. Đó. Và ở đây là có một cái bánh kem nữa của bé Bự. Của bé Bự, ngồi một bé Bự Bích Ngọc ở bên Đài Loan nha. Gì nữa ta? Thôi bây giờ tất cả các loại hoa là nói đây nè ha. Có hoa trái cây nữa. Ở đây là của hai bạn Tài và Liên, hai học trò. Ở đây là của bé Ngọc, chị Đỉnh Sông Ca nè. Cũng là của bé Ngọc nè. Đây, của bé Cao Công Nghĩa nè. Nói chung là rất là nhiều. Và bây giờ thì Tư sẽ khui quà nha. Theo như các ý kiến của các bạn đòi đập hộp, Tư sẽ bắt đầu khui quà nha. Tư cũng không biết cái gì đây nữa. Đây, cái nón để đây. Nghe nói cái bé gấu này làm sao Tư không hiểu nghe không? Mình khi tặng cho Tư nói là đang trend dữ phải không? Đang hot. Gấu gì? Mày là gấu gì? Rồi là con gì? Con gấu hả? Gấu gì vậy Tư? Tư không có rành lắm, để Tư cập nhật lại sao nha. Bây giờ mình sẽ khui nào trước ta? Đây, Tư thì trông qua đi, cái này là gì? Đó, cái này. Cái này là gì? Cái này giống như sáp thơm á, không cả nhà? Sáp thơm á. Này cam khô nè. Cái này như sắp thơm không ta? Tôi cũng không biết chính xác nữa. Rồi, đây, tiếp theo là trời ơi, con đứa nào đây? Sao vậy? Sao quăng vô đây luôn vậy nè? Đây. Cái này là gì tôi cũng không biết luôn. Cái gì vậy? Cái bình nước.
cái bên này nghe cả nhà, nặng quá, nặng quá. Dữ. Cốt gọi ủ xả. Cảm ơn bé. Cảm ơn bà bầu nha. Trời ơi, cu te phong mê que quá nha. Trời ơi. Tư là tư thích cái gì mà nó con nít nhỏ nhỏ xíu 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 xíu. Cưng 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 cưng. Bỏ cái này gì vậy? Cái gì bịt kính cái gì? Này đâu? Hả? Có gì đó? Có hả? Gì vậy? Ủa gì vậy? Nó nhẹ nè. À, hạt giống. Thấy không? Đón đại đúng không? Đúng rồi. Sao mới đầu không nói vậy đó? Bầu hồ lô, rau muống mầm, hạt giống rau muống thơm, đậu rồng tứ quý và cà chua bi. Của bạn nào cũng không biết ăn cái gì nha. Cái này cái gì đây? À, đây à, tưởng giống như là lì xì Tết mà phải là lì xì sinh nhật nha cả nhà. Nhưng mà ở đây nó có một cái món quà. Mới đầu tôi đọc tôi nhìn tôi không hiểu. Đây, tôi nói ủa, đứa này cho tôi chi? Nhìn lại, cả nhà thấy gì không? Thấy gì không? Một tờ giấy 2.000 thôi. Nhưng rất đặc biệt. Đây cho cả nhà nhìn. Đây là một bé bên Úc nha. Quà của một bạn bên Úc. Bà bỉm một con. Mở ra làm sao? Trời chết rồi. Hàng hiệu. Hàng kia nó thơm từ qua giờ. Happy birthday bánh. Happy birthday chị Tư. Trời ơi, rất là kỳ công luôn. Cái này gọi là bánh gì chị chỉ biết bánh ngọt. Cookie nữa hả? Sao mà không, người không hảo, không có hảo ngọt lắm cho nên không có rành lắm. Biết là rất là thơm thôi. Đây là áo đồng quá cả nhà. Mấy bạn sau này hay mua tặng Tư mấy, biết Tư mặc mấy cái áo đồng rộng rộng á. Cái áo đồng dễ thương nó mặc để đi đây đó cho nên các bạn hay mua mà rất là tự tin khi mà áo đồng mà mua mặc vừa size á. À, cũng trộm vía là đa số mua mấy lần là đa số là mặc vừa size hết. Mời đẹp. Cảm ơn nha. Trả cho chị. Ô. Anh vẽ cả nhà ơi. Ây à. Có gì đây? À, kẹp hoa sứ. Cái gì vậy em? Em mùi quá, không biết cái gì. Kẹp luôn. Kẹp đuôi. Khoen tai. Ông tai rót cài áo với lại cái này bông tai không ta, cái này bông tai còn cái kia là cái rót cài áo. Trời ơi, coi như là một combo điệu đó cả nhà ơi. Một bông combo điệu. À, cái này không có nhẫn, vẽ cũng rất là đẹp luôn đó. Làm sao vậy? Trời ơi, tôi kêu bánh. Cái gì bấm nữa là cái gì đây vậy mấy đứa? À, cái khung. À, tháng 3. Ủa, tháng 3 năm nào năm nay hả? À trời ơi, Nguyễn Thị Mộng Ly. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Cái gì có Minh Di đây nữa liên quan gì hôm nay sinh nhật tôi, có liên quan gì tới Minh Di hôm nay nữa. Có Minh Di hôm nay là sao? Bực mình quá à. Minh Di cái đầu tóc gì mà. Trời ơi, mà cái đầm này hồi nào vậy cha ha? Bấm bớm dữ ha, happy birthday chị Tư. Trời ơi thơm quá cả nhà ơi, thơm. Ủa chắc cớp chắc gì đó không biết. Có một sự kim sa và hạt lựu. Hạt lựu và kim sa. Trời ơi. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Đấy một cái gì? Hả? Đây là cái gì nè. Sắp. Ủa nó thơm mùi xả giống như mà vô mấy cái xì ba đó. Không được chị. Của ông anh là chị. Năm học cũng nhớ tặng. Nãy giờ chưa điện thoại nhắn tin. Cái bóp. Cái bút đầm. Trời ơi, thì ra đây có cái thiệp đây. Chúc mừng sinh nhật cặp thư, chúc em luôn thành công vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Có tên. Em cảm ơn anh chị. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu thương cảnh Minh Ly. Đâu rồi? Còn cái bánh này nữa nó thơm quá. Đây này, cảm ơn tất cả khán giả nha. Trong đêm nhạc không có ai. Trời ơi. Trời, còn hai cái bự. Đây.
cây. Và đây cốc. Cây nhà lá vườn á, mỗi năm á là Tư sẽ nhận được rất là nhiều trái cây mà kiểu cây nhà lá vườn, nhưng mà năm nay thì các bạn là sẽ cho Tư những tặng những món quà khác. Nói chung là bây giờ Tư cũng không biết ở đâu nữa. Đây, còn cái đây nữa mà nó bị hơi bị héo tại nó nắng quá. Và cái hủ tiếu này là chúng ta phải cắt tóc, chúng ta bỏ vào trong cái gì quên mất rồi. Bỏ trong ngăn đá, hỏi là nếu mà ăn không kịp thì tôi bỏ vào ngăn đá. Thế là hôm qua mấy đứa hỏi Tư là bây giờ thiếu nước lèo. Giờ hỏi Tư cần đuôi heo hay là sườn heo mà chưa quyết định. Đây mãng cầu đây mà không lấy ra là coi như là nó sẽ bị hư. Đây mãng cầu nè. Đã thấy ai mà có hoa mãng cầu không? Coi như Tư giờ đặc biệt lắm, Tư nhận tất cả các loại hoa kiểu mới nè, há hoa nè, mắm muối nè. Gì? Mắm ruốc, mắm nêm rồi. Ôi trời trời đây. Trời đất ơi, cái mãng cầu gì mà nó đây nè. Cái kiểu gì mà modern bây giờ trái cây. Đây, giấu bông. Tư mới đi đây. Đây là bánh mà bị mớp mà khi mà trưởng FC đem đến là coi như bị mất hết một vài cái sau lưng cũng có gì trơn á. Đây, cái hoa này dễ thương lắm nghe. Đó. Đó lia vô. Đó. Đây. Đây, hoa bấm bấm làm cho tôi giật mình. Đây hoa. Đó. Đặc sản hủ tiếu Mỹ Tho. Đây là cây giống thì tôi sẽ ra và trồng. Nhưng mà ngày mai tôi còn phải đi diễn. Xong, ok. Bây giờ thể theo lời suối, tôi sẽ hôm nay là sinh nhật, tôi sẽ múc băng gì đó tôi cũng không biết nữa. Nói chung là lấy cái này ra nè. Bây giờ trộn múc băng nè, bỏ ra. Xong bây giờ lấy cái dao. Đây là bánh, ủa bánh gì quên mất rồi. Bánh kem nhân bắp mà bé Thỏ đặt. Trời cái này khó múc quá cả nhà ơi. Không biết sao không, nó mềm lắm rồi, nó yếu lắm vậy. Cái à lấy cái muỗng gì chứ còn nè, cái này đâu có được. Tại sao bây giờ mới được? Mừng ăn sống nhăn à. Bực mình quá à. Đây là bánh gì? Macaron. Macaron. Ờ gì macaron ghê quá. Nó macaron rồi. Đây là một bạn nữa. Macaron. Đây. Trời ơi chết, tan nát quá rồi cả nhà ơi. Thôi liếm. Đây. Này bánh này bánh gì? Cái gì? Một đứa là dí lịch, một đứa thì cút đi, một đứa cút đi, một đứa cút đi. Đó. Rồi cho một bạn nữa nè. Đó. Rồi còn một bạn nữa. Đó là bạn Ly. Ăn ly sẽ ăn. Cái ăn xôi, ăn xôi, ăn xôi. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Thôi. Ăn luôn nguyên đó không cho lẹ. Đây là món sở thích của Tư. Những món chua chua. Có muối đường. Ngon hơn những món ngọt ngọt béo béo. Ngon quá. Ngon lắm mới được ăn một bữa là chất lượng luôn á. Dù thích ăn không có hảo ngọt lắm nhưng mà vẫn ăn một miếng bánh của con gái lớn đặt cùng với một miếng dâu tê của FCC. Bánh gì mới mất có là macaron hả? Macaron. Nhưng mà nhìn thấy màu này sợ quá, màu này sợ quá, cho lấy màu kem màu này đi. Bánh này đào hả? Hồng là dâu. Đào hả? Đào ngon nhất á. Xin mời hát một bài có chữ đào. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Đào vườn ra hoa. Mẹ Ly rất nhớ bài này mẹ hát rồi lúc mẹ còn nhỏ xíu. Mẹ hát cho một cái đội ở phường múa. Đào vườn ra hoa, cành lá ra đường. Đó là chữ dâu. Mẹ tôi rất dâu. Và cặp bóng tay thấm trơn đời đó có chữ dâu hay gì là trái dâu thì mình là cô dâu. Yeah! Cam hả? Chết. Có nghe chăm cam ly cốc tình đầu giang dở đó. Wow! Wow! Con cốc nó ngồi trong hốc ra ngoài ấy là cốc con. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Đây bó hoa rau của chúng ta đã được đó, được đưa ra như thế này để cho mà nó xanh tươi chứ không thôi nó héo queo nè. Đó, một cái bó hoa mà bằng rau đây. Đó. Và theo như nói là có rau. Có rau, có hủ tiếu. Nhưng thiếu thịt. Có rau, có hủ tiếu nhưng chưa có thể có nồi nước lèo. Đó. Nhắn nhủ vậy đó. Okay. Và đây là tấm. Và đây là tấm nước của chị Ba. Và đây là cái này đã. Đây cái này, cái giỏ. Để mẹ Ly đựng cái gì? Điện điện của họ. Và đây là cái móc thể theo lời yêu cầu của mình đi. Nhưng mà hình như hơi bị lố.
này bị rộng quá, nó bị bung ra. Cái dây này nó hơi bị bự rồi, dây nó hơi bị rộng rồi. Đây, sản phẩm của Nguyễn Thị Mộng Bella. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn cả nhà rất là nhiều, dành rất nhiều tình cảm với tôi và cả những lời chúc nữa. Hẹn cả nhà của mình vào một cái sự kiện rất là đặc biệt vào tháng 8 này. Hy vọng là sẽ nhận được sự yêu mến, yêu thương của tất cả quý vị khán giả dành cho mình. Ok, bye bye cả nhà.